sinh nhật Kim Lý nhưng khán giả lại chú ý đến thái độ của con trai cường đô la. Kim Lý mới đây đã tổ chức sinh nhật tuổi 41 trong không khí ấm cúng của gia đình. Điều khán giả chú ý là thái độ của Subaru, con trai cường đô la. Hồ Ngọc Hà đã quen hình ảnh sinh nhật lần thứ 41 của Kim Lý tại gia đình. Nữ ca sĩ viết lời chúc đến chồng, đi diễn vội về kịp sinh nhật ba bà tại gia. Cảm ơn những bạn bè gần gũi đã nhớ và đến chúc mừng cho anh yêu. Trong tiệc sinh nhật, điều khiến khán giả chú ý chính là Subaru, con trai của Hồ Ngọc Hà, cường đô la. Chỉ mới 14 tuổi nhưng Sube đã trổ mã phía chiều cao vượt trội cùng gương mặt thừa hưởng nhiều nét của cường đô la. Dù bố mẹ đã chia tay, nhưng cậu bé vẫn nhận được đầy đủ tình cảm từ đại gia đình. Đặc biệt, Kim Lý luôn quan tâm đến con riêng của vợ. Nhờ sự chân thành đó mà Sube ngày càng thân thiết với cha dượng hơn. Quan cảnh bữa tiệc sinh nhật ấm cúng của Kim Lý. Ngoài gia đình, bữa tiệc sinh nhật của Kim Lý còn có sự hiện diện của vợ chồng siêu mẫu Lê Túy. Trước khi tổ chức sinh nhật tại gia. Kim Lý, Hồ Ngọc Hà có chuyến đi hâm nóng tình yêu ở Hàn Quốc. Cặp đôi có nhiều hình ảnh lãng mạn khiến fan mê mẩn trong những ngày qua. Vợ chồng Hồ Ngọc Hà, Kim Lý vừa có chuyến công tác kết hợp du lịch ở Hàn Quốc. Cả hai tranh thủ tận hưởng không khí đẹp nhất trong năm của mùa thu vàng rực rỡ. Cặp sao nổi tiếng quay những khoảnh khắc tình tứ và đầy lãng mạn trong khung cảnh ngập lá vàng. Cả hai chọn phong cách tối giản nhưng đồng điệu. Nhiều người nhận xét, trong cặp đôi như diễn viên Hollywood đẹp từ phong cách thời trang đến vóc dáng, gương mặt. Kim Lý, Hồ Ngọc Hà tản bộ trong một công viên ở Hàn Quốc. Mùa thu vàng vốn là đặc sản về du lịch của xứ sở Kim Chi. Thời điểm đẹp nhất để ngắm vẻ trực rỡ của mùa thu là cuối tháng 10, đầu tháng 11 trong năm. Dù diện trang phục tối giản nhưng sếp đồ của Hồ Ngọc Hà phần lớn đều đến từ nhà mốt danh tiếng Gucci. Cô là đại diện Việt Nam hiếm hoi được Gucci lựa chọn trở thành Real House của thương hiệu này vào năm 2023. Real Ngọc House được hiểu là người bạn thân thiết của nhãn hàng. Để được lựa chọn làm Real House, Ngoài việc bạn có sức ảnh hưởng về tên tuổi, khi bạn mặc một chiếc áo, sắp một chiếc túi, bạn phải làm cho người khác thấy muốn được sở hữu món đồ đó. Tôi hy vọng sẽ truyền được cảm hứng đến những người yêu thời trang, giúp tôi xứng đáng hơn với danh xưng này, Hồ Ngọc Hà chia sẻ. Trong sách đồ này, Hồ Ngọc Hà được khen trẻ như gái đôi mươi, đẳng cấp và tinh tế. Hồ Ngọc Hà được mệnh danh là mỹ nhân có vẻ đẹp không gốc chết. Ngay cả khi chụp từ phía sau, vóc dáng của cô vẫn khó ai theo kịp. Kim Lý, Hồ Ngọc Hà đã có 7 năm bên nhau bình yên dù chưa tổ chức hôn lễ nhưng hồ ngọc hà kim lý có một tổ ấm nhỏ với cặp song sinh đáng yêu lisa leon